cười, trời, mỗi lần cười lấy hơi nhẹ. Ơi. Nhã Phương vậy đó. Mà Nhã Phương ở đâu nói được cái gì để mỗi lần hỏi bà Phương sao rồi em, dạo này sao rồi? Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Sao ban giám khảo không nói gì vậy? Đợi tụi con nói mới dám nói. Ban giám khảo nói đi. Chị Năm gì bảy gì đâu vậy? Dạ con ở nhà quê mới lên. Nhớ tuồng. Nhớ chứ. Chị Năm tên gì? Dạ con tên là Gia Hân. Gia Hân. Con gì bảy? Dạ con tên là Ngọc Bội. Gia Hân Ngọc Bội. Trời, nghe giống dàn bạc châu báu đồ, ở gia tộc đồ để lợi rồi đó. Gia Hân Ngọc Bội. Gia Hân mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. Ngọc Bội? Dạ con 9 tuổi. Ừ. Lên đây, ai dắt đi? Dạ mẹ. Dạ con đi chung với mẹ, với lại dì Tiên của con. Chị Tiên của con ngồi đó đó. Rồi. Đẹp gái quá. Hai bạn thi chung đúng không? Dạ. Dạ. Tiết mục đầu tiên là con thi trước. Ừ. Thì em rớt rồi con về luôn phải không? Ôi trời. Hay sao? Đúng rồi chứ gì nữa. Hân giống Nhã Phương á. Nói là mắc cỡ là nói không được. Giống giống Nhã Phương không? Giống không? Mắc cỡ nói không được. Rồi bây giờ Hân thi một mình ở vòng đầu tiên đúng không? Khi nào rớt thì bạn ra thi chung với con đúng không? Rồi 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 rồi. Bắt đầu rồi. Chú nói vậy hoài, hồi hai con thi rớt thì sao? Đang, chú đang cho tụi con thoải mái chứ bộ à. Rồi chuẩn bị thi đi nha. Dạ trước khi thi thì con muốn nói với ông Mười Khó, với lại chú xin một điều là nếu như mà hai người thấy con á diễn dễ thương á thì cứ cười đi, cứ vui đi, vì là cho phép mà. Trời ơi. Trời ơi, triệu like, triệu like. Trời ơi, đốn tim tôi chứ. Thiệt tình nói. 2 triệu nói rồi đó. Nói thiệt đi, chú cho 2 triệu. Con tự nghĩ ra con nói thiệt á. Trời ơi, cưng quá thiệt á. Cô mà có đứa con gái vậy thôi chắc thiệt á. Biết làm gì luôn á, bỏ tủ lộng lại luôn, không cho đi đâu. Cái răng sao thưa vậy? Dạ tại vì con hồi lúc trước thì con ăn kẹo nhiều lắm nên bị sâu răng. Rồi nó có cơ hội liền lại không? Dạ không, cái này là răng thiệt của con tự mọc ra. Ủa răng thiệt tự mọc ra hả? Còn người ta răng răng giả là từ đâu ra? Dạ răng giả là đâu ra con? Bác sĩ răng. À. 9 tuổi mà, hơn người ta 2 năm chứ bộ. 2 năm đó đi trồng răng là hiểu. Rồi, nhỏ da đen vô đi con. Ừ, con vô đi rồi để dì Năm bà diễn. Cười, trời, mỗi lần cười lấy hơi nhẹ. Ơi. Nhã Phương vậy đó. Bà Nhã Phương ở đâu nói được cái gì để mỗi lần hỏi bà Phương sao rồi em, dạo này sao rồi? Sao con sẵn sàng chưa? Dạ con sẵn sàng. 60 giây cho con bắt đầu. Thôi cho bò ăn thôi. Chắc ơi chán quá. Cái gì vậy? Con có biết con nói gì không? Ai chỉ con đó, nói thiệt thì chú cho 2 triệu. Đúng. Dạ cái này là con là mẹ tập cho con. Thấy chưa, đừng nói con tưởng tự nghĩ ra. Làm sao nghĩ ra được. Con ơi, con thắng vòng 1 rồi, được 2 triệu rồi. Thông minh quá, dễ thương quá, cưng quá. Thì cả giờ nhìn mà thèm đứa con gái vậy. Có dễ mà. Có đứa lớn nuôi không hết. Con biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ. Biết nói tiếng Hàn Quốc không? Con biết tiếng Hàn Quốc không? Dạ không. Con biết tiếng nước ngoài không? Dạ không luôn. Con biết nói tiếng Anh không? Dạ không luôn. Nhưng mà tiếng Anh thì con biết nói có chút à. Đâu, giờ nói những gì con biết cho chú Thành nghe coi. 2, 3, bỏ tay xuống. 2, 3. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Hả rồi. Con câu cuối không, đang nhớ câu cuối có. Nhớ. Câu cuối Dạ I'm fine, thank you, and you? Câu cuối là gì?
cái đó thì con không biết. Không sao đâu, thầy cô cũng chắc vui lắm. Rồi da đen ra con. Qua vòng hai rồi. Chị hai ơi, từ từ với trời. Quyền lực quyền lực nhà thẩm quyền lắm. Sau khi chị hai xuất hiện rồi, giờ thấy tự tin hơn không? Dạ tự tin. Giờ có thi nữa không? Dạ được. Thiệt không? Thiệt. Nói thiệt chú cho 2 triệu. Thiệt. Trời ơi. Lên này. Rồi con quyết định đi tiếp. Đó. Rồi hai con. Giờ là con với chị diễn luôn hay là một mình con nữa? Dạ con với chị diễn luôn. Nhưng mà cái này là đạo cụ này là cái tiết mục này con phải thay đồ, với lại cất đạo cụ này vô con mới diễn tiết mục này được. Đâu ai dám nói gì đâu con, thì cất đi. Ai nói gì con đâu. Con có thay đồ không? Không. Có. Không, ở bên đây mà sao nhiều chuyện quá à. Da đen tới con. Rồi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Ừ. Con sao? Có thay đồ không? Dạ không. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 3, sang năm con mới lên lớp 4. Ở nhà hai chị em thì ai bị đòn nhiều hơn? Hai chị em luôn. Ai quậy hơn? Hai chị em. Ai hài hơn? Con. Gàng. Cảm ơn chị đã giữ sân khấu cho em. Trời ơi. Trời ơi. Đứng ở giữa đi. Đứng bên đi. Trời ơi, cảm ơn chị đã giữ sân khấu. Ai chỉ nói câu đó, nói thiệt chú cho 2 triệu. Hai chị nói câu đó. Dạ, con tự nói. 6 triệu đó, nãy giờ chú chuyện nhân nợ con 6 triệu. Nha. Nói chứ, nói hồi rồi, mạt với nó đó. Nhưng mà con có 2 tiết mục. Thì làm gì làm, miễn thắng thôi chứ. Sẵn sàng chưa? Rồi, mời chú Nguyễn Huy giải thích cho hiểu. Con ơi, con có 2 triệu rồi. Bây giờ vòng 2, con mà chiến thắng là con nhận được 10 triệu. Rồi mình chơi tiếp hen. Chơi tiếp con trai. Ây dồi, sao giỏi chơi tiếp gì ai? Chơi. 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 Chơi luôn. Tới luôn. Chơi tiếp. Rồi. Hai con sẵn sàng. Và 60 giây bắt đầu. Sau hàng loạt các người đẹp, sau đây tôi xin giới thiệu một người đẹp nữa, mang mã số 00. Xin chào bán khảo, xin chào chị. Chào bạn, xin cho hỏi bạn tên là gì? Dạ em tên Tâm, họ Luôn. Tên đầy đủ luôn á. Dạ tên đầy đủ của em là Luôn Có Tâm. Mình làm gì cũng phải có tâm, như vậy mới là hoa hậu được. Ba mẹ nó vậy. Vậy bạn Tâm đến đây thì nghề nghiệp của bạn là gì? Dạ nghề nghiệp của em buồn lắm. Em tính diễn tạo âm nhạc, nhưng không có âm nhạc. Em diễn tạo mà ánh mắt được. Không được. Em quá đỏ. Trời ơi, nó được hợp. Ai chỉ con này? Nói đi chú, dành cho 2 triệu. 10 triệu. Nó nói đầu tới đây, nó tới lúc nó về là mạt với nó.